hôm nay lên hàng ba ra mắt nha. Hôm nay có một con âm ly karaoke hàng xịn ba ra mắt men zin. Con này ngoại hình tương đối, giá bình dân. Anh em nào xem thấy ưng ý thì liên hệ mình qua số điện thoại ở góc màn hình ở đây. Liên hệ đặt hàng, chúng ta mua hàng chốt máy đặt cọc trước cho em nha. Chứ không giờ phải nói mình muốn mua con đó nhưng mà mình không bỏ gì hết thì cái đó không được anh em. Hàng bên em cháy hàng, hiện tại có một con này thôi. Có hàng gì quay lên con đó. Nhiều anh em không gầy gần đây á, làm như cái nhu cầu sử dụng nhiều quá nhưng mà hàng không có bán anh em ơi. Thì hôm nay có máy này Paramax 303 nha, SA303. Tổng quan con máy nè mọi người, mình quay cho anh em xem rõ về con máy của chúng ta ha. Màu là mặt nạ là màu đen nhưng mà nó lông chuột nha mọi người. Lông chuột. Nút thì cũng còn liền là có vài nút nó chạy đây. Nó hay chạy nhưng mà cái guộc máy thì rất là chất lượng. Guộc máy thì bảo đảm là sò và mạch còn cứng và bảo đảm chịu trách nhiệm là men zin cho anh em nha. Ở đây nắp máy chúng ta là hơi xấu. Con này nắp máy xấu thì mình cho cái giá nó ra đi cũng rất là tình cảm. Phải chăng hàng xịn Paramax nha mọi người, SA303. Đằng trước và đằng sau đều có ghi. Và con này công suất là đây nè, 303 ha. Công suất con này là 180W đây. 180W cộng 180W là 2V á mọi người. 2V nha anh em. 2V là 360W, chúng ta đánh loa gia đình 2 tấc 2 tấc rưỡi. Rất ok. Con này thì một số trường hợp chúng ta gắn dây loa anh em. Nếu mà hàng cũ thì đa số là người ta sẽ gắn ở hàng ở trên ha, là người ta khách chủ nhân của máy á, là người ta sẽ gắn hàng ở trên là người ta sử dụng để luôn. Thì lâu ngày dài tháng thì có thể nó ra ten tí xíu và nó kém tiếp xúc và nó có thể là nó oxy quá nhẹ. Thì chúng ta có thể là gắn, khi mà mình mua hàng cũ lại thì chúng ta gắn hàng ở dưới là nó sẽ tiếp xúc 50W hơn nghe anh em. Mình gắn hàng ở dưới đi, sẽ xài ok hơn và tiếp xúc tốt hơn, tránh trường hợp là nó rụt rẹt, nó chập chờn. Thì cái đó là mình báo cáo cho anh em nắm. Thì nếu mà chúng ta sử dụng thì chúng ta gắn cách nào cho tốt nhất thì chúng ta gắn như thế ha. Gắn hàng ở dưới chân bọng là lúc nào nó cũng sáng hơn hàng ở trên, là nó sẽ tiếp xúc chắc hơn. Rồi đến phần soi nọ khắc đây, giờ mình gỡ nắp máy ra. Nắp máy này hơi xấu nè, xấu nhưng mà cũng đã tuốt lại cho anh em sạch sẽ. Chung một con máy mà mình kiếm được và mình sưu tầm được cho anh em mà nó hoạt động tốt ngon lành là nó cũng phải trải qua rất là nhiều công đoạn, mua rồi mình về kiểm tra vệ sinh này kia ha. Nên hàng đôi lúc thì không có hàng để cung cấp và bán cho anh em. Một con máy chúng ta là phải nói là qua rất là nhiều quá trình nó mới xuất xưởng được, chứ không phải là hôm mà mình mua hàng cũ về là mình bán được đâu. Nên nếu một hai con bán được là cái khả năng hoạt động của nó chỉ khoảng 70-80% là cùng. Chúng ta muốn chạy full 100% là nó phải kiểm tra thay thế những linh kiện như là chiếc áp volume và công tắc, hai cái đó là bắt buộc. Và cái thứ ba là cái relay. Relay thì đương nhiên là sử dụng lâu là hai cái tiếp điểm nó sẽ đen, nó ra ten. Và chúng ta sẽ hát nhỏ thì nó không ra tiếng, mà hát lớn nó mới ra tiếng. Cái vấn đề đó cũng phải khắc phục nữa. Nói chung nó rất là nhiều cái để chúng ta khắc phục làm lại cho nó ngon á mọi người. Nhiều khi anh em điện mình hỏi còn hàng không đó, nhưng mà có hàng đâu mà bán, có con nào bán cháy hàng con đó liền. Thì cũng rất là cảm ơn mọi người. Thì con này là em bảo đảm men zin,
Main zin là sao là sò nè, nguyên zin theo máy và linh kiện còn chất lượng cho anh em luôn nha. Con này giá chỉ 1.150.000 nha anh em, chưa tới 1.200.000. Sò đây là A1941 và C5198. Phần rề zin theo máy, không live bo nào. Eco 2399, vang nhạy cực đỉnh luôn. Tí nữa mình test cho anh em nghe luôn á. Rồi thì tổng quan con máy như thế. Anh em lưu ý con này ngoại hình tương đối, mặt tiền thì cũng còn đẹp nha. Cái nắp thì nó hơi ghẻ ghẻ tí xíu, nhưng mà có sơn có tút lại cho anh em, chung làm cho hết bình luôn á. Không phải là mình xấu mà mình để vậy mình là ấy được đâu ha. Chung làm hết sức có thể cho con máy nó hoàn thiện, ít nhất là cái phần chắc âm nó phải tốt nhất ha. Rồi bây giờ em sẽ test cho anh em nghe. Tổng quan là như thế đó. Rồi thì phần cuối chương trình thì mình sẽ test chắc âm cho anh em nghe kỹ ha. Nghe tiếng echo, tiếng mid và tiếng nhạc của cái con SA303 hàng Paramax này. Lên nguồn. Lên nguồn đèn đỏ chuyển qua đèn xanh là máy chúng ta ok ha, là hoạt động chỉnh chu. Có ba lăng nha mọi người nè. Con này thì có ba lăng căng lo và không có chế độ 3S hay là low net nha mọi người. Nhưng mà tiếng nhạc của cái dòng Paramax nghe là rất là tốt rồi. Tiếng bass và tiếng chép đều hay. Chép thì đặc biệt nó thiên về chép, nó rất là sáng. Và là dòng karaoke hay nha mọi người. Rồi chúng ta lên chép nè, anh em nghe ha. Đây là mình ốp chép đó. Lên chép à. Ốp chép nè. Lên master và lên phần nhạc luôn đây. Volume núm dặn là ốp phê ngon lành hết nha mọi người. Anh em nào mua về mà chúng ta dặn volume rột rẹt thì cứ alo báo cho em. Em chịu trách nhiệm hoàn toàn. Thì cái phần âm ly là bên em bán lúc nào cũng phải đảm bảo cái chất lượng, nhất là volume chiếc áp ha. Là chiếc áp volume này phải hoạt động ngon lành, tốt, ốp phê phải nhẹ nhàng. Không có lỗi như là rột rẹt hoặc là mắc tiếp xúc hoặc là không ăn, là cái trường hợp đó là không có xảy ra đâu. Nhạc rất là tốt nha mọi người. Ba lăng đầy đủ ha, chúng ta căng bằng lo tùy ý luôn. Rồi phần nhạc nghe là ok. Tiếp tục là mình test echo. Echo là sử dụng 2399 IC2399 hàng zin theo đời 303 anh em. Giảm tiếng mic nhỏ lại tí xíu. Cái tiếng phải nói rất là bay bổng. Ca bao nhẹ te cho anh em luôn. 1 2 3 4. Ai hơi yếu là chúng ta đưa vô là hát, cũng phải nói là nó rất là nhẹ, dễ hát vô cùng, hỗ trợ ca hết mình luôn. Rồi mình sẽ nhắn vô chức năng mono nè. Anh em muốn delay chậm ít nhiều gì thì chúng ta chỉnh nè, chậm nè. Nhanh lên nè. Còn cái nút repeat là số lần lặp lại của cái tiếng nói của chúng ta. Cho lên nè. Tiếng rất là hay. Rồi
Rồi thì con máy mình test ở đây kết thúc. Anh em nghe và trải nghiệm chắc âm thì chúng ta đánh giá được cái hàng Baramax nó như thế nào, mình khỏi cần quảng cáo. Thì dòng Baramax là nói chung là nó giá thành nó lúc nào cũng cao hơn Adirang và chất lượng hơn Adirang luôn nha anh em. Giá thành cao hơn Adirang nhiều nha. Đó, nên con này mình thanh lý giá cũng rất là phải chăng, tại vì nắp máy nó hơi xấu. Và cái con này ngoại hình thì nó cũng không đẹp, nói chung nó không đẹp tì vết, nó xương xương không à. Kiểu như là hàng này là cũng phải gọi là hàng chúng ta sử dụng chữa cháy đi. Nhưng mà chất lượng con máy thì còn rất là cao, giá 1.150.000 đồng. Đó, bác nào nhanh tay quẹo lựa, số lượng có một con duy nhất ha. Rồi, thân mến chào anh em, bye bye và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.